Trước khi mình đi bao nhiêu tiền mình phải hỏi người ta mà cải trước chứ. Chứ tự nó bên con qua đây chừng 20-30 ngàn à. Bao nhiêu? Chừng 20 mà tại ông chở tú cái kia nó quay giờ quay tới quay luôn. Thế là hết 150. Mình Trang mình cũng không sợ. Thôi kệ đi. 150 bà Hương mà trả cho chứ. Ý là mày không trả không nổi. Hả? Biết nhà rồi cứ sang đi mày gọi điện tao có nghe mấy. Nhiều người trời ơi con tiện thôi tiện cũng hả? Còn chiếc xe con bỏ đồ bạc một tâm đó. Nhiều người cứ hay chửi mẹ cháu là không bao giờ cầm điện thoại. Hôm qua có một mẹ Dùng Quân đến cho xong nồi chén bát gọi 20 cuộc điện thoại. Yeah. Gọi ông được người ta đến người ta nắm cửa mà chết. Có tên gì? Bảo. Bảo à? Chuyện đó mẹ con nói nè. Bây giờ con giao cho bà giữ giùm con cũng như bằng ngày của nhà phụ 7-8 giờ con đi làm sáng không về. Mà con cũng về đây vậy đó. Giờ con phụ bà. Cái bà lại trốn tôi giống lần trước. Tôi biết bà đâu tôi tìm. Giờ này có trốn không? Đi làm gái mà. Hả? Làm gái ở đâu? Làm gái bắt cà phê mình đó đó. Hả? Bắt cà phê mình đó đó. Mày đi làm gái mày có chỗ nào mày giới thiệu cho tao đi làm. Mày cho tao đi làm ấy. Làm gì có tiền là tao cũng làm hết mà. Bà giữ nó bằng đêm thôi. Tại vì bằng đêm 7 giờ chiều là con đi làm, sáng là con về. Đấy là về. Bằng ngày con ở đây con phụ bà, chút mà con ngủ một chút lượng tối con đi làm. Vậy đó chứ con đâu cũng thức luôn nguyên ngày nguyên đêm được. Như con về con phụ bà thế nào con phụ chút xíu vậy đó. Rồi chiều 7-8 giờ là chuẩn bị sửa sạn con là con đi làm rồi đó. Là sáng mà con mới về đó. Làm giấc tối. Chứ làm bằng ngày thôi ở nhà với nó. Làm ở chỗ cũ ấy gì? Hả? Làm ở chỗ cũ không tao đón mày gì? Hả? Qua đó làm. Lên chỗ đó làm à? Thì đó con nói với mẹ giới thiệu cho bà đi làm đấy. Bà giúp cho con đi được con làm kiếm tiền. Mày biết nhà sao mày không lên đây mà mày cứ gọi điện bà. Hả? Phụ bà. Con làm có tiền hơn phụ bà. Bà tôi đoán bà từ Hương lộ bao nhiêu cái đó Hương lộ gì vậy? Hương lộ gì ta? Không với ta đi đoán mày Hương lộ gì? 80. Tôi đoán bà từ Hương lộ 80 đến lúc bà đi bà chả nói tiếng nào bà trốn mẹ mất tôi mới tìm đâu bà này không có điện thoại. Bà ghét bố bà có chạm. Bố bà lên chả. Bà điện thoại thì bà không có mà nhà cửa bà đâu tôi biết tôi mới tìm bà đâu tôi lên trên TV tôi bảo là bà bảo trốn đi bắt rồi hôm nay bà lại quay về đây này đấy bà đi đâu đi bà không bao giờ bà chở mấy đứa rồi bà bỏ thứ luôn mà tao mày hay mày bỏ tao hả bữa nay 3 đứa rồi nay bà đẻ xong sinh gái lên ta có bồ chưa nào thôi giờ lo làm kiếm tiền của con có bồ chưa không quen ai chưa cái mệt quá quen với anh nào mày có anh nào mày giới thiệu cho anh bà vậy bà giữ nó đi con chạy qua bển con lấy xe nha nhưng mà có anh nào mày giới thiệu cho anh con lấy xe với lấy đồ qua mày tao chưa lấy chồng thôi mày kêu tao bằng bà hả bà nội tao chưa lấy chồng bà nào hết mà tự nhiên kêu bà này kêu bà ngoại nè con cái này mẹ cũng là của mẹ ở đây có bạn nhiều lắm con à tôi chưa lấy chồng nên bà kêu tôi bằng bà đồ đạc nó có sẵn rồi sữa là con chỉ mua không có uống sữa của bà được đâu nó uống sữa ấy quen rồi đây dạ xong xin ghê vậy rồi chạy nãy giờ đen bớt nữa nè nếu mà không chạy từ đấy là đen bớt nếu mà không chạy từ đấy ra đường là trắng lắm hả bởi vậy nó lấy 150 là bà lấy của tôi 150 trả xe ôm nó tối đó trả lại tôi không trả lại 200 được chứ cho bà giữ lần này nè là một là chừng nữa con đi màng dài một tuần là con đưa bà 2 triệu một tuần đưa 2 triệu rồi thế ta phải mua cũng viên kim cương tao đùng tao đeo là một tuần đó nha đúng một tuần 2 triệu đúng không thế phải mua viên kim cương đeo rồi thì cũng như dạng con phụ và con cũng có ở đây mà dạng phụ vậy thôi chứ tiền bạc bà Bảo ơi Xinh gái hả? Bữa nay em xinh gái hơn trước. Không, bây giờ nè, không có bảo là con màu bóng cây nè. Hôm nay cái này á. Cái tối kia này nó này về nè. Chết mẹ ơi. Em leo xuống cho con thấy xinh gái nha. Xinh gái ha. Ôi lẽ ra xinh trắng hồng ngủ rồi. Đầu ngủ gốc cây ngủ ngoài đường. Ôi em trai xinh đi, em mới trai thì bé cái đây. Gái. Mày khóc em ra còn nồi cháo thì chất bỏng. Gái vậy thì bé trắng thì xinh nhỉ, nó giống ai ta? Mẹ đúng tao rồi đúng ai? Đúng là Hương nhưng đúng ai? Là tất cả những đứa nào đây là giống tao hết. Giống mẹ Hương hết, tôi xưng tao rồi. Xinh gái ghê đấy kìa. Đẹp không? Xinh gái.